Loship, đặt món gì cũng free ship. Loship, ứng dụng giao đồ ăn duy nhất của Việt Nam luôn free ship. Với hơn 70.000 shipper, Loship mở rộng hơn 11 dịch vụ tiện ích như đi chợ, giao hàng, v.v. và giao bất kỳ thứ gì chỉ trong 1 giờ. Loship hoạt động tại 12 thành phố lớn của Việt Nam. Các bạn hãy tải app, ủng hộ Loship, ủng hộ người Việt Nam như đã ủng hộ Battleground nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battleground. Hội nghị Geneva ban đầu là một hội nghị bàn về hai vấn đề, đó là vấn đề chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Đông Dương. Nhưng do vấn đề Triều Tiên không đạt được thỏa thuận, nên hội nghị này đã tập trung giải quyết các vấn đề trên bán đảo Đông Dương. Hội nghị này thực chất là một sự dàn xếp của các nước lớn, gồm có Liên Xô, Mỹ, Anh và Pháp. Do Trung Quốc khi đó thì chưa có ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nên chưa được tham gia. Hội nghị được tổ chức khi mà Stalin vừa mới qua đời, nội bộ của Liên Xô thì chưa ổn định và nước này thì có nhu cầu hòa hoãn với phương Tây. Pháp thì đang kiệt quệ ở Đông Dương, Anh thì tham gia với mục đích là vớt vát vai trò đang mai một dần do thiệt hại từ Thế chiến thứ hai và do đang phải đối phó với phong trào đòi độc lập của các nước thuộc địa. Các nước này đều có nhu cầu ngồi lại với nhau. Riêng Mỹ, nước này muốn duy trì thế thao túng với Tây Âu nên đã không tham gia, thậm chí còn phá rối hội nghị. Do phải đơn phương đối đầu với phương Tây, Liên Xô cũng cần Trung Quốc tham gia hội nghị làm tăng thế cân bằng. Về phía Trung Quốc, nước này với ưu thế là tham chiến ở Triều Tiên, là một nước lớn và có chung biên giới với cả Triều Tiên cũng như là cả Đông Dương, nên Trung Quốc cũng muốn tham gia hàng ngũ các cường quốc và có ghế trong Hội đồng Bảo an. Từ chiến địa. Tháng 7 năm 1953, chỉ huy mới của quân Pháp, tướng Henri Navas đến Đông Dương. Được sự hứa hẹn về việc Mỹ sẽ tăng viện trợ quân sự, Navas chuẩn bị cho một cuộc tổng phản công mà báo chí Pháp và Mỹ gọi là kế hoạch Navas nhằm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương. Mục tiêu của kế hoạch này là trong vòng 2 năm sẽ giúp thực dân Pháp kết thúc chiến tranh trong danh dự. Tháng 7 năm 1953, Navas liên tiếp mở hai cuộc hành quân là Hinondelle, tức Con Én, vào Lạng Sơn và cuộc hành binh Caragil vào Quảng Trị nhằm phá hủy các cơ sở sản xuất của phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ở Lạng Sơn, quân Pháp lùng sục các kho tàng, phá hủy rồi vội vã rút chạy. Sau đó, truyền thông Pháp loan tin rằng quân đội đã diệt được hai tiểu đoàn của Việt Minh, rất đúng với tinh thần là giúp nước Pháp kết thúc chiến tranh trong danh dự. Liên tiếp với hai cuộc hành quân này, ngày 9 tháng 8 năm 1953, Pháp rút quân ra khỏi Na Sản bằng không vận. Chưa dừng lại ở đó, tiếp tục, ngày 15 tháng 10 năm 1953, Navas đã mở cuộc hành quân Monte vào Ninh Bình và Thanh Hóa, hòng giành lại thế chủ động trên chiến trường chính. Mục đích chính là phá các căn cứ hậu cần tiền duyên của phía Việt Minh trong cuộc tấn công 1953-1954, được cho là sẽ diễn ra ở Đồng Bằng. Thế nhưng, đây lại là một đòn nghi binh chiến lược của phía Việt Minh, khi chiến lược của họ thực ra lại coi vùng Đồng Bằng chỉ là chiến trường hỗ trợ. Điều này sẽ làm tiền đề cho trận Điện Biên Phủ diễn ra sau đó không lâu. Từ đó, dẫn tới suy đoán sai lầm của Navas cùng sự xuất sắc của bộ đội mật mã Việt Nam. Tháng 11 năm 1953, Navas đã mở cuộc hành quân Castor đánh chiếm Điện Biên Phủ, khu vực mà ông cho rằng có một vị trí chiến lược chặn giữa tuyến đường chính của quân đội nhân dân Việt Nam sang Lào. Navas xem căn cứ này vừa là một vị trí khóa chặn, vừa là một cái bẫy để nhử đối phương vào một trận đánh lớn theo kiểu quy ước kinh điển và có tính chất quyết định, mà tại đó có thể tiêu diệt được quân đội Việt Minh bằng pháo binh và hỏa lực không quân vượt trội của Pháp. Navas đã chọn Điện Biên Phủ, vùng đất nằm trong một thung lũng lớn, cách Hà Nội khoảng 320 km đường chim bay, với sự chi viện của khoảng 400 máy bay. Quân Pháp sau những trận đánh đống thất bại đã nhường các cao điểm xung quanh cho quân Việt Minh và tập trung củng cố căn cứ địa Điện Biên Phủ. Navas phán đoán rằng Việt Minh không đủ khả năng để đưa pháo lên Điện Biên, nên nếu chỉ dùng bộ binh mà không có sự hỗ trợ của bất cứ cơ giới nào thì sẽ không có nguy hiểm gì từ các điểm cao. Điện Biên Phủ được Navas xem như là một cái nhọt tụ độc hút hết phần lớn chủ lực của phía Việt Minh và đảm bảo an toàn cho Đồng Bằng Bắc Bộ. Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang toan tính điều gì? Hiện tại, vấn đề của phía Việt Minh là khả năng chi viện cho các chiến trường khác trên cả nước. Các tuyến đường về Đồng Bằng Bắc Bộ tỏa đi các vùng khác hầu như khó có khả năng chiếm giữ được ngay, bởi khả năng tác chiến ở Đồng Bằng của bộ đội Việt Minh là không thiện chiến bằng khu vực rừng núi. Ông hy vọng rằng sẽ mở được một con đường xuyên Lào thọc qua Campuchia, sau đó đưa các lực lượng tại miền Bắc chi viện bổ sung cho lực lượng sẵn có ở Nam Bộ. Trong cuộc họp tháng 11 năm 1953 của Bộ Quốc phòng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, các tướng lĩnh đều thống nhất mở chiến cục Đông Xuân 1953-1954 để xé lẻ khối quân chủ lực của Pháp đang co cụm ở Đồng Bằng Bắc Bộ.
các vị trí tấn công được xác định ở Lai Châu, Trung, Hạ Lào và Tây Nguyên. Ý tưởng tuyến đường chiến lược xuyên Lào sẽ được thực hiện một phần trong tương lai thông qua con đường mòn Hồ Chí Minh. Chiến dịch Lai Châu và chiến dịch Trung Lào tháng 12 năm 1953 đến tháng 1 năm 1954 đã giúp quân Việt Minh nắm giữ mảng lớn còn lại của vùng Tây Bắc và phần lớn vùng Trung và Nam Lào. Điện Biên Phủ đang ngày càng trơ ra và trở thành một cứ điểm độc lập. Để đối phó, Nava tăng cường cho Điện Biên Phủ khiến nó trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm trong con mắt của phương Tây. Thế nhưng Nava không hề biết rằng bản thân đã rơi vào một cái bẫy của chính tướng Võ Nguyên Giáp. Việc xây dựng một tập đoàn cứ điểm ở vùng núi Tây Bắc hiểm trở hút đi của Pháp những đơn vị thiện chiến nhất và điều đó đã tạo nên một khoảng trống không thể bù đắp ở đồng bằng Bắc Bộ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định vào bẫy của Nava và đưa vào Điện Biên Phủ 4 đại đoàn quân chủ lực với một số lượng lớn pháo xấp xỉ với quân Pháp ở đây. Trong khi đó, tại khắp các chiến trường ở khu 4, khu 5 và Nam Bộ, các lực lượng khác của Việt Minh liên tiếp tập kích. Những cuộc tấn công trên toàn Đông Dương của phía Việt Minh không cho quân Pháp tập hợp một đội quân cơ động lớn để ứng cứu. Những đơn vị phòng không đầu tiên của quân đội Việt Nam được huấn luyện ở Liên Xô đã về nước tham chiến. Một lực lượng khổng lồ dân công làm công tác vận tải. Các đơn vị mạnh nhất của quân Việt Minh đang bao vây quân Pháp ở Điện Biên. Tất cả giống như một tấm lưới lớn bủa vây lấy quân Pháp cùng bản kế hoạch Nava. Và kết quả đúng như những gì tính toán của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cuộc vây hãm Điện Biên Phủ diễn ra từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, khi quân Pháp chính thức buông súng đầu hàng đã trở thành một trong những cơn ác mộng hãi hùng nhất đối với những người Pháp trong lịch sử. Và không chỉ vậy, trận thắng này còn ghi một dấu mốc quan trọng khi chính thức xác lập việc lần đầu tiên một đội quân nông dân của một nước từng là thuộc địa đánh bại một đội quân chính quy thực dân. Và nó khiến cho hệ thống thuộc địa trên khắp toàn cầu rung chuyển. Ở Washington đã có một cuộc tranh luận về việc Mỹ có nên trực tiếp can thiệp bằng quân sự. Thế nhưng, Tổng thống Eisenhower đã quyết định loại bỏ khả năng này do chính quyền Anh sẽ không ủng hộ. Sau 56 ngày đêm, cứ điểm Điện Biên Phủ đã thất thủ. Toàn bộ 16.000 quân Pháp bị tiêu diệt hoặc bị bắt làm tù binh. Điện Biên Phủ là chiến thắng quân sự lớn nhất của quân đội nhân dân Việt Nam trong toàn bộ chiến tranh Đông Dương. Trên phương diện quốc tế, trận này có một ý nghĩa cực kỳ lớn. Đó là lần đầu tiên quân đội của một quốc gia thuộc địa châu Á đánh thắng bằng quân sự một quân đội của một cường quốc châu Âu. Trận Điện Biên Phủ đã đánh bại ý chí duy trì Đông Dương là lãnh thổ thuộc Liên Hợp Pháp của Pháp và buộc nước này phải ra khỏi Đông Dương. Ngày 8 tháng 5, Hội nghị Geneva bắt đầu họp về vấn đề khôi phục hòa bình ở Đông Dương. Tới nghị trường Geneva. Ngày 25 tháng 1 năm 1954, bốn nước Anh, Pháp, Mỹ, Liên Xô gặp nhau tại một địa điểm thuộc khu vực do Mỹ kiểm soát ở Berlin nhằm giải quyết vấn đề thống nhất đất nước. Tại hội nghị này, Ngoại trưởng Pháp Georges Baydon đã gặp riêng Ngoại trưởng Liên Xô Molotov, Ngoại trưởng Anh Eden và Ngoại trưởng Mỹ Dulles để thuyết phục các nước này đưa vấn đề Đông Dương ra thảo luận tại một hội nghị sẽ được tổ chức trong tương lai. Trước đó, Molotov đã đề nghị với Baydon rằng Liên Xô sẽ giúp Pháp thu xếp đình chiến tại Đông Dương với điều kiện là Pháp phải rút khỏi cộng đồng phòng thủ châu Âu, nhưng Pháp đã từ chối. Và như vậy, hội nghị ở Berlin kết thúc ngày 18 tháng 2 năm 1954 mà không mang lại kết quả nào về việc thống nhất nước Đức. Tuy nhiên, các bên tham dự thì đồng ý lời đề nghị của Ngoại trưởng Liên Xô Molotov về việc mở cuộc đàm phán bao gồm 5 nước lớn tại Geneva ngày 26 tháng 4 năm 1954 để bàn về việc hòa giải và tái lập hòa bình tại Triều Tiên cũng như Đông Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp René Pleven cho rằng tình hình chính trị và quân sự tại Việt Nam hoàn toàn không có lợi cho Pháp. Cá nhân của René Pleven cũng cho rằng Việt Minh đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ dân chúng, bằng chứng là việc lãnh thổ do Việt Minh kiểm soát thì ngày càng tăng, cùng với khả năng huy động nhân tài và vật lực vô cùng dồi dào từ khu 3, khu 4 trong các chiến dịch vừa qua và nhất là trong trận Điện Biên Phủ. Chính vì vậy mà Pleven cho rằng phải cố gắng hết sức ở hội nghị Geneva để tìm một giải pháp và xử lý vấn đề Đông Dương. Tiếp tục leo thang chiến sự ở Đông Dương hay sử dụng chính phủ bảo đại như một cân bạc chính trị là điều không thể. Chưa dừng lại ở đó, phía Việt Minh thậm chí còn nhận được sự ủng hộ rộng rãi không chỉ của người dân trong nước mà còn của cả Việt Kiều ở nước ngoài, đặc biệt là Việt Kiều sống tại Pháp. Việc Việt Minh nhận được sự ủng hộ rộng rãi một cách tự nguyện của người dân trong cả nước cũng được các sử gia phương Tây xác nhận. Thậm chí ông Bùi Diễm, người sau này là đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ, cũng thừa nhận sự căm thù của người Việt dành cho quân đội Pháp. Thậm chí ngay cả trong hàng ngũ quân đội quốc gia Việt Nam cũng có nhiều người tức giận khi bị Pháp khinh miệt. Ngày 10 tháng 3 năm 1954, phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
chính thức chấp thuận tham dự hội nghị Geneva theo đề nghị của Pháp. Ngày 8 tháng 5 năm 1954, tin về kết quả của chiến dịch Điện Biên Phủ được truyền tới Geneva. Sáng sớm ngày 8 tháng 5, vấn đề Đông Dương chính thức được đưa lên bàn đàm phán. Thành phần tham dự gồm có 10 đoàn. Phái đoàn Anh Quốc do Anthony Eden làm trưởng đoàn. Phái đoàn Hoa Kỳ do Beldon Smith làm trưởng đoàn. Phái đoàn của Liên bang Xô Viết do Vyacheslav Molotov làm trưởng đoàn. Phái đoàn của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Chu Ân Lai làm trưởng đoàn. Phái đoàn của Pháp do Georges Bayron làm trưởng đoàn. Phái đoàn của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do ông Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn. Phái đoàn của Quốc gia Việt Nam do Nguyễn Quốc Định làm trưởng đoàn, sau thay thế bởi Nguyễn Trung Vinh rồi Trần Văn Đỗ. Tuy nhiên, thì phái đoàn này không được tham gia đàm phán tại hội nghị. Việc đàm phán do phái đoàn Pháp thực hiện và chỉ thông báo lại sau khi ký kết. Phái đoàn Vương quốc Lào do Fumi Sananikone làm trưởng đoàn. Cũng giống như phái đoàn của Quốc gia Việt Nam, họ không tham gia đàm phán trực tiếp, ủy nhiệm cho phái đoàn của Pháp. Phái đoàn Vương quốc Campuchia do Thep Than làm trưởng đoàn cũng không tham gia đàm phán trực tiếp mà ủy nhiệm cho phái đoàn Pháp. Hai phái đoàn của Pathet Lào và Khmer Isarak cũng không tham gia chính thức hội nghị mà ủy nhiệm cho phái đoàn của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tất cả các nguyện vọng của hai đoàn này được Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trình bày trước hội nghị. Hai đồng chủ tịch của hội nghị là Liên Xô và Anh. Sau đây, để dễ hình dung là lập trường của các bên trước khi bước vào hội nghị. Lập trường của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng đề ra lập trường 10 điểm, trong đó có một số điểm đáng chú ý như sau. Thứ nhất là Pháp phải công nhận độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào và Campuchia. Ký một hiệp định về việc rút quân đội nước ngoài ra khỏi ba nước trong thời hạn do các bên tham chiến ấn định. Trước khi rút quân, đã thỏa thuận về nơi đóng quân của lực lượng Pháp hay Việt Nam trong một số khu vực hạn chế. Thứ ba là tổ chức tổng tuyển cử tự do trong ba nước nhằm thành lập một chính phủ duy nhất cho mỗi nước. Thứ tư là hai bên cam kết không truy tố những người hợp tác của đối phương trong thời gian chiến tranh. Tiếp theo là trao đổi tù binh và dân thường bị bắt trong chiến tranh. Ngừng bắn hoàn toàn và đồng thời trên toàn Đông Dương, đình chỉ đưa quân đội và thiết bị quân sự mới vào Đông Dương, lập Ủy ban Liên hợp quân sự hai bên và Ủy ban Quốc tế giám sát để bảo đảm thực hiện hiệp định đình chiến. Tiếp theo là giới tuyến quân sự không được coi là biên giới quốc gia và chỉ tồn tại cho đến khi hoàn thành tổng tuyển cử để thành lập chính phủ liên hiệp. Chấp nhận nhượng bộ về việc tồn tại giới tuyến quân sự, đổi lại các lực lượng quân sự nước ngoài phải rời khỏi Việt Nam. Lập trường ban đầu của Việt Nam là tập kết tại chỗ. Nếu không được thì sẽ chuyển sang phương án lấy vĩ tuyến 13 cắt ngang đèo Đại Lãnh giữa Phú Yên và Khánh Hòa làm giới tuyến quân sự tạm thời. Giới tuyến quân sự không được coi là biên giới quốc gia. Tuy nhiên, nếu xét về mặt chủ trương thì Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có mục tiêu độc lập, thống nhất, dân chủ và hòa bình với 4 phương châm như sau. Thứ nhất, mục đích không thay đổi nhưng để đạt được mục đích có con đường thẳng, có con đường quanh co. Thứ hai là tôn trọng chủ quyền Việt Nam, bình đẳng, tự nguyện, có lợi cho cả hai bên. Thứ ba, lực lượng chủ quan, tức nỗ lực của Việt Nam là điều kiện căn bản để đi tới thắng lợi. Thứ tư là luôn luôn đặt lợi ích của Việt Nam trong lợi ích chung của phong trào hòa bình, dân chủ xã hội chủ nghĩa. Phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tham dự hội nghị ở thế tương đối bị động, dù đã có sự chuẩn bị trước, nhưng do sự thiếu thông tin từ việc phải đặt căn cứ ở vùng rừng núi, không kiểm soát được các thành phố lớn và thiếu một hệ thống tình báo chiến lược có hiệu quả, mà phái đoàn của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải dựa vào thông tin từ phía Liên Xô và Trung Quốc cung cấp. Và đây cũng là điểm nhấn lớn nhất của hội nghị này. Cũng do phần nào thiếu thông tin nên Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã không đánh giá được hết ý đồ của các nước lớn, trong đó có vai trò của Trung Quốc, tham vọng của Anh và Hoa Kỳ, cũng như không nắm được hết những mâu thuẫn giữa các nước lớn với nhau. Theo Phó Thủ tướng Vũ Khoan, do lực lượng của Pathet Lào và Khmer Isarak không được tham dự hội nghị, trong khi đó các lực lượng thân Pháp là đoàn của Vương quốc Lào và Vương quốc Campuchia lại tham dự. Do đó đã gây bất lợi về tương quan lực lượng cho phía Việt Nam, khiến cho sức ép tạo ra cho đối phương là không đủ. Tại hội nghị, trưởng đoàn Phạm Văn Đồng đã dành toàn bộ bài phát biểu đầu tiên cho việc đòi đại diện của lực lượng kháng chiến Lào và Campuchia phải được tham dự hội nghị như các thành viên bình đẳng. Lúc đó, Bộ trưởng Ngoại giao Pathet Lào là Nu Hắc và Bộ trưởng Ngoại giao Khmer Isarak là Kelpha đã có mặt tại Geneva để phối hợp đấu tranh với Việt Nam. Tuy nhiên, các nước phương Tây thì lại bác bỏ đề nghị của Việt Nam về việc cho Pathet Lào và Khmer Isarak tham gia hội nghị, do hội nghị tách biệt vấn đề Việt Nam và vấn đề tại Lào Campuchia thành hai vấn đề khác nhau. Lập trường ban đầu của Trung Quốc cũng giống với Việt Nam là giải quyết cùng một lúc vấn đề ở ba nước Đông Dương. Tuy nhiên, đến giữa tháng 5, sau khi Việt Nam chiến thắng tại Điện Biên Phủ,
Sức ảnh hưởng và tiếng vang từ chiến dịch này là quá lớn, tới nỗi khiến Trung Quốc phải chuyển sang ủng hộ quan điểm của các nước phương Tây. Ngày 20 tháng 6, Chu Ân Lai đã tiếp Ngoại trưởng Vương quốc Campuchia, lực lượng thân Pháp là Tet Phan. Ngày 21 tháng 6 thì lại tiếp Ngoại trưởng Vương quốc Lào, thân Pháp là Sananikon để bàn thảo các vấn đề liên quan giữa các nước này với Trung Quốc và Việt Nam. Và đây là nhát dao đầu tiên mà phía Trung Quốc ém sẵn sau lưng Việt Nam. Tới ngày 12 tháng 7 thì Chu Ân Lai đã ép phái đoàn Việt Nam phải chấp nhận phương án Pathet Lào tập kết với hai tỉnh Thượng Lào, còn Khmer Isarak thì không nêu ra vấn đề tập kết quân sự. Quân đội nhân dân Việt Nam thì phải rút quân khỏi Campuchia. Quan điểm này khác với quan điểm của phía Việt Nam, đó là Pathet Lào thì sẽ phải tập kết ở các tỉnh giáp biên giới Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn quyết tâm bảo vệ lợi ích của Pathet Lào và Khmer Isarak bất chấp sức ép từ phía Trung Quốc. Lúc này đã nhận ra Sô Trung không muốn kéo dài chiến tranh mà muốn giảm nhiệt căng thẳng và Mỹ sẵn sàng leo thang can thiệp. Như vậy, nếu tiếp tục gia tăng căng thẳng là không có lợi, bởi nếu không được Sô Trung hậu thuẫn thì việc tiến hành một cuộc chiến trực diện với Mỹ là vô cùng khó khăn, nếu không muốn nói là không thể. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xác định tiến tới Hiệp định Hòa Bình có phân vùng tập kết tạm thời, nhưng nhất định là phải gắn liền với một cuộc tổng tuyển cử tự do để thống nhất đất nước. Tức là phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xác định tổng tuyển cử tự do toàn quốc là phương án tối ưu nhất hơn là leo thang chiến tranh đối đầu với Mỹ trong bối cảnh Sô Trung muốn dừng lại. Lập trường của Pháp. Cả Pháp lẫn Việt Nam đều xác định trận Điện Biên Phủ là trận chiến quyết định đến vị thế của hai bên trước khi bước vào đàm phán. Phe chủ chiến ở Pháp gặp nhiều sức ép trong nội bộ khi mà phong trào phản chiến lên cao. Vị thế của Đảng Cộng sản Pháp trong Quốc hội được nâng lên. Giải Pháp Bảo Đại thể hiện độ phế khi gần như không phát huy được bất cứ một tác dụng nào. Pháp muốn có một lối thoát trong danh dự khỏi cuộc chiến này, cũng như bảo vệ các lợi ích còn sót lại tại Đông Dương. Ban đầu, phái đoàn của Pháp tham dự hội nghị giữ lập trường khá cứng rắn, đó là đàm phán với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để xoa dịu dư luận và để chính phủ của Thủ tướng Lallien tránh bị mất đi tín nhiệm, đồng thời tranh thủ thời gian cứu nguy cho quân Pháp ở Đông Dương. Phía Pháp chủ trương chỉ giải quyết vấn đề quân sự theo Triều Tiên, nghĩa là dừng bắn và giải giáp tại chỗ lực lượng không chính quy mà không có giải pháp chính trị. Sau một thời gian giữ lập trường cứng rắn thì Pháp gánh chịu thất bại lớn ở trận Điện Biên Phủ. Nội các của Thủ tướng Lallien đã bị nhân dân Pháp lên án, buộc phải từ chức ngày 12 tháng 6. Phe chủ chiến của Pháp bị đánh đổ, Mendes Franck thuộc phái chủ hòa lập chính phủ mới. Ngày 18 tháng 6, khi nhậm chức, Mendes Franck đã tuyên bố sẽ từ chức nếu trong vòng một tháng không đạt được ngừng bắn ở Đông Dương. Pháp muốn rút khỏi chiến tranh Đông Dương trong danh dự, đồng thời duy trì những lợi ích kinh tế và ảnh hưởng văn hóa tại Lào và Campuchia và cả miền Nam Việt Nam. Pháp không chấp nhận phương án vĩ tuyến 13 của Việt Nam với lý do là chính quyền Bảo Đại thì vẫn cần phải có Huế. Đồng thời, Pháp vẫn cần đường 9 để tiếp tế cho Lào từ Biển Đông. Đồng thời, nếu mất Tây Nguyên thì sớm hay muộn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng sẽ chiếm hết miền Nam. Pháp đề xuất vĩ tuyến 18 để ép Việt Nam phải từ bỏ vùng kháng chiến ở khu vực miền Trung gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Những địa bàn có lực lượng Việt Minh rất mạnh cả về chính trị lẫn quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng René Pleven khẳng định rằng vấn đề Đông Dương chỉ có thể giải quyết bằng cách nhượng bộ Trung Quốc, công nhận ngoại giao và hủy bỏ cấm vận buôn bán với Việt Nam. Như vậy, chủ trương của phía Pháp là bắt tay với Trung Quốc để gây sức ép lên Việt Nam nhằm giữ được nhiều lợi ích nhất ở Việt Nam và Đông Dương. Phía Pháp cho rằng nhiều khả năng Việt Nam sẽ phong tỏa đường 9 khe xanh như Liên Xô đã làm khi phong tỏa Tây Berlin sau Thế chiến thứ hai. Căn cứ vào diễn biến giữa Lào và Pháp, phái đoàn Việt Nam đã nhận định đường 9 rất quan trọng với Pháp chứ không phải đơn thuần là một chiêu bài đàm phán, khi mà Pháp rất cứng rắn khi nhắc tới vấn đề Lào. Và trước khi từ nhiệm, Tổng thống Eisenhower cũng đã ép Tổng thống Kennedy bằng mọi giá phải giữ được Vương quốc Lào, thân Pháp. Về vấn đề này, bản thân mình cũng chưa lường rõ được tầm quan trọng chiến lược của Lào trong chính sách của Pháp và Mỹ là như thế nào. Lập trường của Anh. Nước Anh không muốn dính líu vào cuộc tái xâm lược của Pháp ở Đông Dương cùng với Mỹ, nhưng cũng không muốn gây tổn hại tới quan hệ đồng minh với Mỹ. Anh kiên trì khuyên Mỹ hãy trì hoãn những hành động quân sự tại Đông Dương, bao gồm việc thành lập khối SETO cho tới khi lực lượng cộng sản đưa ra giải pháp hòa bình phù hợp với phía Mỹ. Ngoài ra, Anh cũng chủ trương ủng hộ Pháp thương lượng trên thế mạnh. Đồng thời, Anh cũng đề nghị các nước thân Anh tham gia hội nghị bao gồm Myanmar, loại Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra khỏi hội nghị. Tuy nhiên, đề xuất của Anh đã bị Liên Xô bác bỏ do Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là bên tham chiến trực tiếp với Pháp. Lập trường của Hoa Kỳ.
tôn chỉ duy nhất của Hoa Kỳ trong vấn đề này, đó là ngăn chặn làn sóng đỏ. Ngay trước khi chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc một tháng, Hoa Kỳ đã yêu cầu phía Pháp bằng mọi cách không được đầu hàng do lo ngại phong trào cộng sản sẽ lan rộng khắp Đông Nam Á. Phái đoàn Hoa Kỳ do Bernard Smith làm trưởng đoàn. Mỹ là quốc gia hỗ trợ 80% chi phí cho Pháp ở Đông Dương. Họ chống Liên Xô quyết liệt ở châu Âu, bao vây cô lập Trung Quốc tại châu Á. Vậy nên hội nghị này, Mỹ chống bất cứ một giải pháp nào nếu không tạo ra được sự tương quan lực lượng rõ rệt cho Pháp nhằm tạo cho đồng minh của họ thế mạnh trên bàn đàm phán. Thế và lực của Mỹ lúc đó vượt trội hơn Pháp rất nhiều, nên nôm na là Mỹ không muốn một thế lực nào của phe Cộng sản thắng thế trong hội nghị này. Phái đoàn của Hoa Kỳ từ chối ký hiệp định Geneva nhưng cũng đã ra tuyên bố rằng nước này sẽ coi mọi sự tái diễn của các hành động bạo lực vi phạm hiệp định là điều đáng lo ngại và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Đại loại là một dạng tuyên bố, nếu có bất cứ một diễn biến nào mới sẽ là cái cớ để Hoa Kỳ nhảy vào cuộc. Trong tuyên bố của mình, đối với sự chia cắt Việt Nam trái nguyện vọng của hai miền Nam Bắc, chính phủ Mỹ cũng nêu rõ quan điểm sẽ tiếp tục cố gắng đạt được sự thống nhất thông qua những cuộc tổng tuyển cử tự do được giám sát bởi Liên Hợp Quốc để bảo đảm chúng diễn ra công bằng. Nhưng rồi, thật chớ trêu là chính phía Mỹ và sau này là Việt Nam Cộng Hòa đã hủy bỏ tổng tuyển cử tự do hai miền. Khi kết thúc hội nghị Geneva, trưởng phái đoàn của chính phủ Mỹ tuyên bố ghi nhận và cam kết tôn trọng quyết định của các bên tham gia hội nghị Geneva. Nhưng liền sau đó, chính Tổng thống Mỹ lại tuyên bố Hoa Kỳ không tham dự vào những quyết định của hội nghị Geneva và không bị ràng buộc vào những quyết định ấy. Cũng như Tổng thống của mình, Thượng nghị sĩ mà sau 4 năm sau đã trở thành Tổng thống, John Kennedy cũng đã tuyên bố nó, tức quốc gia Việt Nam, là con đẻ của chúng ta không thể từ bỏ nó. Và cũng chính từ tuyên bố này, tất cả đều đã hiểu Hoa Kỳ khát khao nhảy vào chiến trường Việt Nam như thế nào. Lập trường của Liên Xô. Mục tiêu của Liên Xô là ngăn chặn nguy cơ chiến tranh vượt ra khỏi phạm vi Đông Dương, khiến phương Tây đoàn kết lại, ủng hộ Mỹ và buộc Liên Xô phải cam kết bảo vệ Trung Quốc. Liên Xô cũng muốn ngăn ngừa việc Quốc hội Pháp thông qua kế hoạch thành lập cộng đồng phòng thủ châu Âu. Đồng thời, Liên Xô muốn tạo dựng hình ảnh là người bảo vệ hòa bình thế giới và nâng đỡ vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế. Lúc đó, Liên Xô chỉ quan tâm tới các vấn đề châu Âu, còn lại các vấn đề ở châu Á Thái Bình Dương, Liên Xô phó thác lại toàn bộ cho Trung Quốc. Lập trường của Trung Quốc. Họ muốn có thỏa ước nhằm thể hiện thành công vai trò ngoại giao nước lớn lần đầu tiên kể từ khi lập quốc. Họ muốn giảm căng thẳng với Mỹ sau chiến tranh Triều Tiên, cùng với việc tìm đường giao thương với phương Tây. Ở phần sau, chúng ta sẽ thấy được những toan tính đáng sợ của Trung Hoa khi họ sẵn sàng mang Việt Nam ra để mặc cả với Mỹ. Hội nghị Geneva là cơ hội quan trọng để đưa Trung Quốc thành một thế lực chính tại châu Á mà họ không thể bỏ qua. Lúc này, do Trung Quốc vừa bước ra khỏi chiến tranh Triều Tiên với nhiều tổn thất, đồng thời Mao Trạch Đông cũng đang chuẩn bị thực hiện cuộc đại nhảy vọt nên cần rất nhiều nguồn lực. Trung Quốc khi này không muốn chiến tranh ở Đông Dương tiếp diễn để không phải chi viện cho các nước Đông Dương nữa. Về mặt chính trị, Trung Quốc cũng muốn nhân cơ hội này để nâng cao vị thế và tranh thủ sự ủng hộ của các nước phương Tây. Để thực hiện được mục đích của mình, Trung Quốc đã cử một phái đoàn rất lớn, gồm tới 200 người là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau, do Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Chu Ân Lai đứng đầu. Bên cạnh đó, lúc này Trung Quốc chưa có bom nguyên tử hay phương tiện để tấn công Hoa Kỳ, nên nước này cũng lo ngại việc chiến tranh sẽ tiếp diễn khiến cho Hoa Kỳ sẽ sử dụng bom nguyên tử ở Việt Nam, thậm chí là ở cả Trung Quốc. Sự thực là Hoa Kỳ đã tính tới phương án sử dụng bom nguyên tử chiến thuật. Trước đó, Trung Quốc vốn đã biết Hoa Kỳ đã có kế hoạch tấn công đảo Hải Nam để hỗ trợ Đài Loan. Tuy nhiên, thông tin này sau đó được phía Hoa Kỳ xác nhận là sẽ không thực hiện vì Hoa Kỳ không muốn tiếp tục đối đầu trực tiếp với Trung Quốc. Tuy nhiên, phái đoàn của Trung Quốc đã cố tình không thông báo với phái đoàn Việt Nam để buộc Việt Nam phải chấp nhận phương án vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời. Sự thực là Trung Quốc đã xem nhẹ lợi ích của những người cộng sản và dân tộc chủ nghĩa tại ba nước Đông Dương. Họ đang cần một thỏa thuận có lợi cho họ để có thể trở thành cái cầu nối xích lại gần với phương Tây, cho dù phải hy sinh lợi ích của Việt Nam, Lào hay Campuchia. Trung Quốc thỏa hiệp với các nước phương Tây trong giải pháp phân chia lãnh thổ bất lợi đối với các lực lượng chống Pháp ở Đông Dương, tiến hành chia cắt lâu dài Việt Nam, Lào. Để kêu gọi sự ủng hộ của Liên Xô đối với các lập trường của Trung Quốc, phái đoàn của Trung Quốc đã cố tình cung cấp thông tin sai lệch về tình hình chiến trường Điện Biên Phủ, khiến cho Liên Xô không tin rằng Việt Nam sẽ thắng trận. Chính vì vậy, dẫn tới tính toán của Liên Xô ở phía trên, đó là không muốn nhúng sâu vào chiến trường châu Á và giao lại các vấn đề này cho Trung Quốc và từ đó lên các phương án đàm phán không có lợi cho Việt Nam. Mục tiêu cao nhất của Trung Quốc là mong muốn các bên ký kết một hiệp định về Đông Dương
để tránh mọi sự can thiệp của Mỹ. Trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc Chu Ân Lai đã ra tuyên bố, ba nước Đông Dương sẽ không tham gia vào bất cứ một khối liên minh quân sự nào và không một nước ngoài nào được phép thành lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ của họ. Tuyên bố của Trung Quốc kết thúc bằng câu, chúng ta hãy hết sức tin tưởng và tiếp tục đấu tranh để bảo vệ hòa bình thế giới. Về cơ bản là rất chung chung và không đề cập tới lợi ích cơ bản chính đáng của ba nước Đông Dương. Trong cuộc đàm phán giữa các bên, Trung Quốc giờ đây lại giữ một vai trò thúc đẩy phía Việt Nam nhân nhượng, đặc biệt là từ mùng 10 tháng 7 năm 1954, Trung Quốc ngày càng thúc ép Việt Nam chịu thiệt thòi. Họ yêu cầu Việt Nam không đưa ra những điều kiện công bằng và hợp lý nhằm nhanh chóng giúp chính phủ Pháp có thể đi tới hiệp định. Họ cho rằng điều kiện đưa ra nên đơn giản, rõ ràng để dễ đi tới hiệp thương, không nên là phức tạp để tránh thảo luận mất thời giờ, rườm rà và kéo dài đàm phán khiến cho Hoa Kỳ có lý do để phá hoại. Ngày 23 tháng 6, trong cuộc tiếp xúc với phái đoàn Pháp, Chu Ân Lai đã thể hiện lập trường không có lợi cho Việt Nam trên bàn đàm phán, như cho Pháp biết quân tình nguyện Việt Nam sẽ rút khỏi Lào và Campuchia. Trung Quốc sẵn sàng công nhận chính phủ Viên Chăn và chính phủ Phnom Penh thân Pháp, sẽ thúc đẩy Việt Nam nhích lại gần với Pháp, thậm chí là cả với chính phủ Võ Đại. Đồng thời, hai bên sẽ thống nhất quan điểm về vấn đề quan trọng nhất là phải vạch đường giới tuyến để chia cắt Việt Nam. Và từ đây, vấn đề chia cắt Việt Nam mới trở thành mục tiêu đàm phán của Pháp thay cho kế hoạch phân vùng theo kiểu ra báo ban đầu. Tiếp theo, tại cuộc gặp với Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Liễu Châu, từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 7, Chu Ân Lai đã xác định sẽ lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến và thời hạn tuyển cử là 2 năm. Phía Việt Nam sau khi thảo luận xong đã tỏ ra cương quyết trong vấn đề đàm phán, trong đó có hai điều khoản mà phía Việt Nam muốn nhất định phải có, đó là tổng tuyển cử và giới tuyến quân sự tạm thời không được coi là biên giới quốc gia. Trên đây là toàn bộ lập trường và toan tính của các bên khi bước vào hội nghị này. Ở phần 2 của video, chúng ta sẽ tới với những diễn biến chính của hội nghị Geneva, một cuộc chiến thực sự về ngoại giao và là tiền đề để tạo nên những diễn biến chính trên mảnh đất Đông Dương suốt nửa sau của thế kỷ 20. Video này được thực hiện bởi Battleground Người Kể Sử, nơi có những video hấp dẫn nhất về lịch sử Việt Nam. Nếu bạn thích thú với video này, hãy tặng chúng mình một like, một share và một subscribe để theo dõi thêm các video trên kênh mình nhé. Nếu như các bạn quan tâm tới lịch sử thế giới, hãy ghé kênh Battleground Lịch Sử Thế Giới, nơi có các video hay nhất về lịch sử của thế giới nhé. Nếu các bạn yêu thích lịch sử và giã sử của Trung Hoa, có thể truy cập vào kênh Battleground Trung Hoa Sử Ký để theo dõi các video mới nhất của team mình. Ngoài ra, Battleground Khám Phá cũng sẽ là một địa chỉ tuyệt vời dành cho các bạn yêu thích những chủ đề về địa chính trị, văn hóa, xã hội và địa lý. Tất cả các kênh đều được gắn link truy cập ở phần mô tả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn.